Xin chào các bạn, tôi rất vui khi được tham gia cái buổi ra mắt sản phẩm kem trị nám Dara. Thực ra đối với tôi, một người phụ nữ lại làm nghề diễn viên nữa, thì tôi rất cần có một làn da đẹp. Bởi vì khi có một làn da đẹp thì tôi sẽ tự tin để giao tiếp với công chúng, với công việc. Thế nhưng mà bởi vì đặc thù của công việc, tôi đã phải hóa trang rất là nhiều, hóa trang dày và tiếp xúc với ánh sáng ở ngoài trời. Có những buổi trưa thì nắng chói chang thì cái da mặt của tôi đã phải trực tiếp với ánh nắng mặt trời, rồi tiếp xúc với ánh đèn ngoài sân khấu. Thế cho nên là cái da của tôi nó bị phá hủy rất là nghiêm trọng. Chính vì vậy mà đôi khi nếu như ra đường ấy mà không được make up và không được trang điểm kỹ càng thì tôi sẽ không tự tin lắm. Bởi vì trên da của tôi đã bắt đầu xuất hiện những cái tàn nhang, những cái đốm nám nhỏ li ti. Thì tôi biết như thế là da mình sẽ không đẹp và tôi sẽ không tự tin. Một hôm thì tôi được một người bạn đồng nghiệp giới thiệu cho tôi dùng cái sản phẩm Dara này. Bạn ấy đã dùng rồi và bạn ấy nói với tôi rằng là Minh Hằng cứ tự dùng thử đi xem như thế nào. Thì quả thực là khi tôi dùng thì tôi thấy là cái cải thiện về cái da của tôi ấy là hoàn toàn là tốt hơn so với những gì tôi mong đợi. Tôi mới dùng có một hộp gồm 3 bộ sản phẩm. Đấy là kem dưỡng ban ngày, kem dưỡng ban đêm và cái serum để trị nám. Thì khi dùng có hết có một bộ sản phẩm đấy thôi thì tôi thấy da tôi đã được cải thiện rất là nhiều rồi. Và đặc biệt là tôi thích ở một cái là cái bộ sản phẩm này sử dụng rất là hiệu quả mà rất là dễ dàng. Ví dụ như là mình chỉ cần đi diễn về, mình chỉ cần tẩy trang xong rồi rửa mặt sạch sẽ, xong rồi mình xoa cái serum trị nám lên mặt, xoa đều lên, để 1-2 phút xoa đều, xong để 2-3 phút sau cho nó ngấm vào cái mặt mình, thế là xong. Chứ nó không cầu kỳ như những cái bộ sản phẩm khác, cho nên tôi thấy rất là dễ sử dụng. Và cái sản phẩm này tôi thích ở một cái điểm nữa là này, ngoài cái việc dễ sử dụng thì là tôi tin tưởng một điều, với tôi rất là tin tưởng vì là cái bộ sản phẩm Dara này đã được cấp phép của Bộ Y tế. Cho nên tôi nghĩ rằng đây là một cái rất là an toàn và rất là yên tâm. Với cá nhân tôi thì tôi thấy rất là yên tâm bởi vì đã được Bộ Y tế cấp phép rồi. Cho nên là tôi rất tự tin khi sử dụng. Tôi mới dùng có 2 liệu trình thôi mà với tôi da mặt tôi đã căng bóng trở lại, những cái vết nám li ti đã biến mất hoàn toàn. Tôi thấy mình như trẻ lại từ 15 đến 20 tuổi ấy. Một điểm cộng cho sản phẩm này nữa là vì là cái sản phẩm này thì cái mùi kem rất là thơm và hộp kem đặc, chất lượng đặc, cho nên mình chỉ cần dùng một cái hạt đậu nhỏ li ti thôi là đã có thể đủ cho cả một khuôn mặt rồi. Sản phẩm Dara này nguyên liệu được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc và được áp dụng công nghệ chiết xuất siêu âm hiện đại. Cho nên là khi sử dụng ấy, nó cho một cái kết quả rất là tối ưu và không sợ bị tác dụng phụ. Bởi vì là sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép, cho nên khi tôi dùng thì tôi thấy là mình như là rất là tự tin và tôi không thấy có tác dụng phụ gì cả. Với tôi thì đây là một sản phẩm hoàn hảo. Và tôi khuyên các bạn là các bạn hãy thử dùng như tôi xem, chắc chắn các bạn sẽ cải thiện được một cái làn da để như tôi. Tôi rất tự tin và yên tâm khi đi ra ngoài giao tiếp hoặc khi đi quay phim hoặc khi làm một việc gì đó, bởi vì mình đã được Dara hỗ trợ cho một cái làn da mà mình ưng ý hoàn toàn.